Mến chào các bạn, rất vui chào mừng các bạn đã vào xem kênh của Kim Trang USA nhé. Hôm nay thì vợ chồng mình đi shopping, đi mua sắm, đi đến trung tâm thương mại South Plaza. Trung tâm thương mại này lớn nhất ở Nam California nha các bạn. Ở đây thì có rất nhiều cửa hàng, hàng hiệu rất là nổi tiếng. Mình đã quay lại một vài cái cửa hàng ở nơi này và làm cái video này cho các bạn cùng xem. Đặc biệt là ở nơi đây có một cái cầu rất là đẹp nối liền giữa hai khu mua sắm nha các bạn. Đây, bây giờ vợ chồng mình vào trong này, vào trong bãi đậu xe này tìm chỗ đậu xe, xong rồi đi vào khu trung tâm thương mại. Đó, đi dạo chơi mua sắm nha, đi shopping đấy, và quay lại một ít cho mọi người cùng xem nha, cho các bạn cùng xem. Áo khoác này 1.395 đồng. Đố các bạn là áo khoác này nhiều tiền nè. Để coi xem giá nó là nhiều nha. Wow, 4.095 đô với cái áo đây. Áo rất là sang trọng, da thật, quá dữ, gần 100 triệu. Bà sẽ đang đứng với cái áo đầm, mà cái áo đầm đây là gì, dành cho người Tây cao to. Bà sẽ là quá lùn. Áo này 2.000 mấy nha. Đâu, giá của cái áo đầm này là được rồi. Đây nó cùng loại như này là 2.650 nè. Quá dữ. Đồ trong đây toàn là đồ hiệu không à. Trong đây đồ quần áo rất là nhiều, toàn là đồ đắt tiền không, đồ hiệu không, từ 200-300 đến 4-5 ngàn.
gian hàng tủ sách nè, trưng bày đẹp. Sáng trưng luôn. Tủ sách đây vài ngàn đô một tủ sách nha các bạn. Đây là gian hàng chè neo nè, nước hoa thử nè, thử cho nào thử đi. Phai nè, tôi đều nói tiếng của Chanel. Cái đây Estee Lauder. Đây là set của công ty nè. Set trong cái bao công trong hay là ở đây mình bỏ vô mà. Cái đó quần đêm hay sao? Cái đó set quần đêm không à? Cái đó là cái kem ban ngày. Cái này nha chị. Cái này là serum, cái đó ban ngày không đêm chứ chị. Cái đó là quần đêm. Chai ban ngày là cái chai tròn hay sao? Chai ban ngày. Túi sách chị em phụ nữ đang sale off 25% nè. Thank you.
tham quan cây cầu nha các bạn. Đây bản đồ cây cầu đây. Đây bật đây. Đi ra cái cầu. Ra cái cầu. Đi nhanh ra. Đấy. Nói gì đi chứ. Dạ. Ra cái cầu. Trời ơi. Ở trước có một cô nàng nào mang ba ly đi bụi đây. Ê, sao qua đây cho người ta đi vậy anh? Mình đi bộ hay đi thang máy? Không thở ha. Đi bộ cho tự nhiên thang máy vậy? Lên thang máy chút cũng đi đó. Hả? Đi bộ ấy. Thích đi bộ hơn á. Có hai hướng, một thang máy, hai đi bộ nha các bạn. Quang cảnh ở đây rất là đẹp nha mọi người. Bên kia là mấy cô nàng đang đi thang máy. Đây, bây giờ hai chồng đi lên cái cầu nè. Mình là đi bộ. Cái cầu đây rất là đẹp, lên cái cầu đây nhìn xuống. Rất là đẹp nha. Lên đây là rất là đẹp. Đây. Mình thì thích đi bộ hơn đi thang máy. Đi tập thể dục. Exercise. Quá đẹp luôn. Hoa nè. Wow. Trên đây quay xuống kia. Trời. Hấp dẫn quá. Chụp hình hay anh. Ồ, hấp dẫn quá. Xã. Ừ. Phát biểu cảm nghĩ ấy. Cầu rất là đẹp. Đây view đâu? Nhìn toàn cảnh. Hai bên là có hoa. View nhìn xuống kia bãi đậu xe. Bên đây cũng bãi đậu xe. Đây là trung tâm thương mại South Coast Plaza. South Coast Plaza. Lớn nhất miền Nam Cali. Dạ. Nam Cali là trung tâm thương mại đây là lớn nhất. Đây, đây là đang đi trên cầu. Đấy, đây quay xuống dưới nè. Giờ hiện tại hai chồng đang đi ở trên cái cầu rất là đẹp nha. Mọi người cũng đi nè. Đó, mọi người đi rất là đông nha. Đây, quay xuống dưới nè. Hai bên nè. Hai bên xe. Hai bên. Bãi đậu xe nè. Hôm nay trời nắng đẹp nha mọi người. Trời nắng đẹp, quay rất là đẹp. Cái cầu mọi người đi tản bộ rồi. Đấy. Rất là đẹp. Tản bộ em. Giờ là quay đi tản bộ trên cầu. Hôm nay là đi trung tâm thương mại đi mua sắm. Hiện tại bây giờ là leo lên cái cầu này đi tản bộ thư giãn. Nãy giờ đi dạo rồi, đi dạo trong mấy cái shop, mấy cái cửa hàng rồi. Giờ là ra đây để cho thoải mái. Cái cầu đây là nó nối liền giữa hai bên đó. Hai bên thương mại. Trung tâm thương mại rất là lớn. Khu bên kia, rồi giờ cái cầu ở đây là mình đi bộ. Hai. Đây, đi vào đây. Đây quán cà phê.
bên đây ít người hơn bên kia hả? À, dạ. Bên đây có bộ vắng á. Ừ. Ở dưới nè. Thấy xuống dưới có quán ăn đồ sao? Ăn uống. Đây là các cửa hàng. Các cửa hàng là treo mấy cái bảng nè. Tầng nào cửa loại cửa hàng nào nè. Đó. Ừ. Tầng mình đang đứng đây có Macy, Nike nè, H&M. Chơi cũng ít ăn bên kia chơi nhiều hơn. Đây là cái dành cho mấy đứa nhỏ chơi phi ngựa nè. Bây giờ tới giờ ăn nó đi ăn hết rồi. À. Bên kia là có anh ngồi uống cà phê anh chờ vậy đó. Giờ là đi ra cái cầu đây là nó nối hai khu mua sắm của South Coast Plaza. Hai bên là các cây với các hoa thiết kế rất là hay. Rồi đây nè, hai bên hoa đây nó mới đẹp nè. Đây. Ta bằng bông giấy. Bông giấy hai bên nè. Đấy. Cái cầu đấy. Đây cái cầu đấy. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Giờ đi xuống đi thang máy nha. Hi, how are you? Good, thank you, you too. Gặp hai chị Tây rất là vui tính nha các bạn. Đây nó trồng hoa là hoa, giờ nó xịt nước nó tưới xong lúc nào tươi tốt hết à. Nắng quá đẹp mà nó giữ được dày là quá kỹ rồi, quá đẹp, chăm sóc kỹ rồi.